Sau đây là bản tin thời tiết. Một đợt nóng chưa từng có đang xảy ra trên toàn quốc, khiến sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng và gây ra nhiều rối loạn. Dân La Phong Vĩnh Tường hiệu ứng ánh kim với ba lớp bảo vệ và mặt lưng phủ bạc cách nhiệt, đẹp mắt bên màu, chỉ có ở Vĩnh Tường ánh kim.